Xin chào mọi người, video này là phần thứ 2 của Ultraman. Nếu các bạn chưa xem phần thứ nhất, hãy ghé vào kênh hoặc đường dẫn bên dưới để xem, sau đó quay lại đây nhé. Trải qua sự kiện người ngoài hành tinh tấn công ở phần 1, thế giới cứ tưởng sẽ được yên bình, vậy nhưng chỉ yên bình trong một khoảng thời gian. Sau đó một số người tự dưng biến mất không dấu vết, hiện trường gây án là tại New York. Anh chàng này tên là Kotaro, một nhà báo tác nghiệp tại New York, người rất quan tâm tới những vụ mất tích. Lần này trở lại Nhật Bản gặp bạn gái Aizumi, Kotaro đem những chuyện đã xảy ra kể lại. Sau khi lục lọi tìm kiếm manh mối khắp New York, anh ta nhận ra ngày trước khi xảy ra vụ việc đều sẽ xuất hiện người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh này có thể là mồi nhử khiến cho đám đông tò mò về quanh. Không chắc động cơ của bọn chúng là gì, vậy nhưng anh đã tìm thấy được vài manh mối, đó là để làm người ta biến mất phải dùng tới máy ảnh. Anh ta quyết định sẽ đem bằng chứng bọn chúng dùng máy ảnh sao cho đội nghiên cứu khoa học đặc biệt, hy vọng cô bạn gái trợ giúp. Chuyển cảnh tới căn cứ của đội nghiên cứu khoa học đặc biệt, các lãnh đạo đang không ngừng thảo luận về vụ người dân biến mất một cách bí ẩn. Chuyện này chắc chắn là do người ngoài hành tinh gây ra, bởi vì người trái đất hoàn toàn không biết phương pháp này. Mặc dù bây giờ chỉ đang xảy ra ở New York, vậy nhưng Nhật Bản có thể trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là bọn họ không biết động cơ của bọn chúng là gì. Nếu không xác định được động cơ, vậy thì ứng phó thế nào cũng vô dụng. Về phần cặp đôi Kotaro và Aizumi, bọn họ lên xe chuẩn bị đi tới đội nghiên cứu khoa học đặc biệt thì bất ngờ đụng độ một tên ngoài hành tinh. Trong khi đó, Shinichiro và cô bạn Rena cũng đang ở gần đó nói chuyện. Shinichiro lập tức nhận được cuộc gọi yêu cầu đi xử lý tên ngoài hành tinh kia. Mặc dù rất không muốn lỡ buổi hẹn, vậy nhưng vì trách nhiệm của mình nên anh ta liền lấy lý do có việc đột xuất. Đến một con hẻm vắng vẻ, mặc lên người bộ trang phục chiến đấu của Ultraman, Shinichiro liền bay tới nơi tên ngoài hành tinh, đập cho hắn ta một đấm nằm ngã ngửa. Nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện, đám người vây xung quanh liền hô hào và tiến lại gần chụp ảnh. Shinichiro nhanh chóng yêu cầu mọi người lùi lại, sau đó tiếp tục solo một mình với tên kia. Lúc xuất hiện còn ngầu lòi, vậy nhưng dần dần bị lép vế và bị tên ngoài hành tinh kia bón hành ngập mồm. Lúc nguy cấp, Moroboshi đột nhiên xuất hiện giải vây, lấy 2-1 không chụp cũng què, có vẻ lời này cũng khá hợp lý. Trong lúc đôi bên đang đánh nhau thì Kotaro lại chủ động dẫn Aizumi tới nơi khác, mục đích là tránh khỏi điểm nhìn. Có vẻ như anh ta biết sắp có chuyện xảy ra nên chủ động tìm chỗ lẩn tránh. Từ vị trí đang đứng, anh ta phát hiện ra 4 cô gái mặc trang phục khâu gái, bọn họ đều đeo mặt nạ, bộ dạng mờ ám. Quả đúng là như vậy, bọn họ chính là hung thủ đã gây ra các vụ mất tích. Về phía hành trang Ultraman, sau một hồi chật vật, bọn họ cuối cùng cũng đẩy lùi được đối thủ. Họ đập một gậy vào đầu của tên ngoài hành tinh khiến hắn nằm hít đất. Cứ tưởng chuyện tới đây đã giải quyết xong xuôi, vậy nhưng ai ngờ tên kia vẫn có thể đứng dậy, đập cho Moroboshi bay ra ngoài. Shinichiro quyết định tung ra kỹ năng sư đẹp tên này, vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì 4 cô gái đã hành động. Ngay khi bấm nút, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bay màu, không rõ sống chết. Ngay cả Shinichiro, ngay cả khi đang mặc bộ đồ chiến đấu thì cũng bốc hơi vào không khí, sau đó bộ đồ cũng biến mất luôn. Cứ như kiểu bị bay màu vì cú búng tay vậy, chỉ duy nhất có 3 người không bị bay màu là Moroboshi, Kotaro và Aizumi. Tin tức bộ giáp biến mất lập tức khiến những người đứng đầu trong đội nghiên cứu khoa học đặc biệt bối rối. Nhưng người mất bình tĩnh nhất đó là Hayatashin, bố của Shinichiro. Cũng trong lúc đó, Kotaro định đem những gì mình tìm hiểu được nói cho Moroboshi, đáng tiếc là anh ta không để tâm tới. Không còn cách nào khác, anh đành phải tìm phương án khác, đó là nhờ Aizumi đưa máy ảnh cho đội nghiên cứu khoa học đặc biệt. Chỉ cần xem nội dung bên trong, bọn họ sẽ biết người ngoài hành tinh đã xóa sổ con người như thế nào. Nhờ vào xong, Kotaro liền một mình chạy tới quán cà phê hầu gái mặt nạ để tìm bằng chứng. Shinichiro sau khi bị mất liền bị dịch chuyển tới một không gian khác. Ở đó có rất nhiều người, bọn họ đều không thể cử động, chỉ riêng anh ta là ngoại lệ. Trong khi đó, anh chàng Jack cũng muốn điều tra vụ biến mất này bằng nhiều camera theo dõi từ xa. Dù là vậy thì anh ta vẫn phải một mình xông vào thăm dò. Trên đường đi, vô tình phát hiện thấy Kotaro đang lén lút đột nhập vào quán cà phê. Aizumi tới gặp 2 người lính của đội nghiên cứu khoa học đặc biệt, kể cho bọn họ nghe sự thật và bằng chứng. Những người biến mất đều nằm trong phạm vi ghi hình của các camera. Nghe thì có vẻ điên rồ và nhường lại rất khớp với thực tế, tuy nhiên bọn họ cần phải xin chỉ thị từ tổng bộ nên đành phải để cho cô ấy ở đây chờ đợi. Kotaro sau khi đột nhập vào bên trong quán cà phê liền phát hiện ra 4 cô gái bí ẩn đang ở đó. Dựa theo lời nói ta biết được bọn họ cần phải truyền dẫn tới thêm một Ultraman nữa. Hơn nữa mấy cô hầu gái này chỉ là người sai vặt mà thôi, phía sau bọn họ còn có chùm cuối kinh khủng hơn. Kotaro nhanh chóng sử dụng điện thoại quay phim làm bằng chứng. Moroboshi hẹn gặp mặt người bạn để hỏi thăm, anh ta cho biết hung thủ gây ra chuyện đó là do người ngoài hành tinh Wadoran gây ra. Chắc là bị máy ảnh năng lượng sống số hóa rồi tạm thời gửi đi đâu đó, như vậy là tính mạng bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, người ngoài hành tinh Wadoran bây giờ chỉ còn sót lại một người, cho nên chúng không cần phải bắt cóc nhiều người như vậy, chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau giật dây. Nhưng dù là như vậy thì Hội đồng Liên minh Vũ trụ vẫn cứ im lặng, cho nên mọi người ở đây vẫn phải tự đi giải quyết.
Vừa hay đoạn video của Kotaro được gửi tới cho Moroboshi, hiện tại đã có manh mối nên anh ta liền rời đi. Về phần Kotaro, sau đột nhập trái phép nên anh ta nhanh chóng bị bại lộ thân phận. Đúng lúc này cô bạn gái Aizumi gọi tới, thay vì từ chối cuộc gọi thì anh ta lại bắt máy. Kết quả là khiến cho cô ấy bị bại lộ vị trí và gặp nguy hiểm. Hai cô hầu gái lập tức được phái đi tiêu diệt nhân chúng, kết quả là Aizumi bị bón hành ngập mồm và bị bay màu. Kotaro cũng bị đập trong một trận, vậy nhưng anh ta phản kháng kịch liệt, buộc cho hai cô gái còn lại phải kích hoạt máy ảnh. Tuy nhiên, thay vì lấy mạng khiến anh bốc hơi thì nó lại kích hoạt gen ẩn bên trong người khiến toàn bộ cơ thể anh bốc cháy, đồng thời cường hóa sức mạnh và bón hành lại cho hai cô gái. Chỉ có điều, năng lực này xuất hiện quá đột ngột nên anh hoàn toàn không biết cách kiểm soát, kết quả làm cho khu phố gần đó bốc cháy dữ dội. Điều này buộc Sách phải ra mặt, anh ta mặc lên người bộ giáp đã được đồng nghiệp Zoko chế tạo rồi lao ra chiến đấu với Kotaro. Mặc dù mặc trên người bộ đồ xịn sỏ nhất thế giới, được chế tạo từ công nghệ người ngoài hành tinh, vậy nhưng Sách vẫn y nguyên bị ăn hành ngập mồm. Kotaro lúc này đã quá điên tiết, càng cố gắng khống chế, nhiệt độ cơ thể càng tăng cao, có thể tạo ra phản ứng nhiệt hạch. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả thành phố chắc chắn sẽ bị thiêu rụi. Vừa hay nhóm của anh còn một bộ đồ Ultraman đang được phát triển, có thể nhốt Kotaro vào trong đó. Cách này quả nhiên có hiệu quả. Bộ đồ Ultraman giống như một cái lò phản ứng, chuyển hóa năng lượng trên người đồng thời kiểm soát không cho anh ta di chuyển. Vừa hóa giải được mối nguy trước mắt, thì một mối nguy khác lại tới. Đột nhiên giữa thành phố xuất hiện một bóng hình khổng lồ. Trước khi nói ra mục đích của mình thì hắn cũng không quên thông báo tên tuổi. Bọn hắn là Ám Hắc Tinh, gọi theo cách gọi của người trái đất là những kẻ xâm lăng. Hắn tự nhận là gã đã quét sạch người trái đất ở khu vực này. Yêu cầu của hắn là giao một nửa trái đất ra, mọi người có 24 giờ để trả lời, nếu không nhận được đáp án, vậy thì hành động tiếp theo của bọn hắn sẽ là xóa sạch một nửa dân số trái đất. Lời đã nói xong, ý cũng truyền đạt, tên kia liền biến mất. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Kotaro cũng tỉnh lại, anh ta nhận ra mình đang ở căn phòng bí mật nào đó. Lúc này Jack đang thảo luận với Zoko về sự kiện mất tích. Hai người đều tin rằng người trái đất sẽ không trả lời trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên kia làm anh lo lắng, cho nên phải lên kế hoạch ứng phó trước. Phân tích đoạn video do Kotaro quay lén, ta biết được rằng đám người ngoài hành tinh này có một thứ gọi là máy ảnh năng lượng sống. Khi thứ nguy hiểm này chụp lại ai đó, mục tiêu sẽ trải qua chuyển đổi lượng tử, chỉ có sinh lực của họ bị loại bỏ. Bởi vì đây là một dạng máy móc, cho nên cách giải quyết là phá hủy máy chủ của bọn chúng. Cứ coi nó như một máy ảnh khổng lồ bao phủ toàn bộ hành tinh, máy ảnh rải rác khắp thế giới chỉ là ống kính của nó. Có thể lợi dụng chuyện này để xác định được các trạm truy cập tập trung trong lúc các vụ án đó xảy ra. Jack quyết định giao những thông tin này cho đội nghiên cứu khoa học đặc biệt để nhờ họ giúp đỡ. Chuyển cảnh tới căn cứ của đội nghiên cứu khoa học đặc biệt, lần này không có sự trợ giúp đến từ Hội đồng Liên minh Vũ trụ lẫn các quốc gia khác, cho nên họ đành phải tự mình giải quyết. Về phần Kotaro, do bạn gái mất tích không rõ sống chết, cộng với việc máu anh hùng nổi lên, cho nên anh ta muốn được tham gia, giúp đỡ trước sức mọn. Đáng tiếc là Jack không đồng ý, Kotaro chỉ là một tay mơ mới khai phá ra năng lực của mình, còn chưa kiểm soát được nó. Lần trước suýt chút nữa đã khiến cả thành phố bay màu, cho nên Jack không thể nào mạo hiểm ra bộ đồ Ultraman cho người thiếu niên trẻ tuổi này được. Không thể thuyết phục, anh ta đành phải nhân cơ hội Jack không để ý rồi trộm bộ đồ đi. Không muốn để cho mọi chuyện xảy ra mất kiểm soát, Jack cũng nhanh chóng mặc lên bộ đồ. Lần này kế hoạch bại lộ, tên đầu sò người ngoài hành tinh yêu cầu phải tiến hành kế hoạch sớm hơn một chút. Mặc dù đây là lần đầu tiên Kotaro sử dụng bộ đồ để chiến đấu, vậy nhưng anh ta bằng một cách thần kỳ nào đó đã biết cách sử dụng được hầu hết công dụng của nó. Cũng chính nhờ vậy mà dễ dàng đập cho mấy tên người ngoài hành tinh ra bã. Ngay khi vừa quay mặt rời đi thì một tên người ngoài hành tinh đã cầm súng định tiễn gã thiếu niên này xuống đất mẹ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Moroboshi lại xuất hiện kịp thời giải nguy. Anh ta cứ tưởng rằng kẻ trước mặt này là tên người ngoài hành tinh đang cải trang thành Ultraman nên nhanh chóng lao tới tấn công. Đúng lúc này Jack cũng xuất hiện, từ đây thì Moroboshi mới nhận ra là người quen, đồng thời anh ta cũng biết được sự thật là không chỉ ở Nhật Bản mới có siêu nhân. Mọi khúc mắc nhanh chóng được hóa giải, Kotaro cuối cùng cũng được chấp thuận cùng tham gia hành động. Ba người nhanh chóng rời đi, nhiệm vụ của bọn họ là bằng mọi cách ngăn chặn bọn Ám Hắc Tinh thực hiện kế hoạch. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.